ngày và tháng không còn hy vọng, không còn lối về, là khi ước mơ kia vụn vỡ. Sao con cố tìm mơ hồ tìm ngăn cách dõi trời sai bước là do trái tim hay chính là
quá khứ chỉ làm cho người ta thêm đau khổ, con hãy quên nó đi. Gương mặt của kẻ thù, từng tên một, luôn hiện hữu trong tâm trí của con. Nhưng con sẽ cố gắng, chú cứ yên tâm. Ừ. Bây giờ thân phận của con đã khác, con đã được giải phẫu để thay đổi diện mạo mới, không ai có thể nhận ra con. Bây giờ con là Lan Ngọc, con gái một đại gia giàu có, chết thảm sau một vụ tai nạn xe cộ. Con được thừa hưởng khối tài sản lớn. Với thân phận này, con sẽ dễ dàng bước vào con đường báo thù. Sống chung với sói, phải là một con sói ác thì mới tồn tại được. Chú nói đúng, con không phải là một con sói ác nhất vậy, mà là một con sói mưu trí và bản lĩnh nhất. Đã đến lúc con phải trở về rồi. Con đã chờ đợi ngày này suốt 8 năm qua, nhưng mà chú vẫn nợ con một lời giải thích. Chuyện gì, con nói đi. Tại sao chú lại cứu và cưu mang con, giúp đỡ và đào tạo con suốt 8 năm qua? Chú lại còn bỏ một số tiền lớn để thuê lại và sửa sang căn nhà cũ của ba con. Con cứ xem đi. Tất cả những tài sản này đều đứng tên con. Đúng, tất cả tài sản này là đều do ba con để lại. Sao hôm nay anh lại hẹn em ra đây? Nhiều lúc suy nghĩ việc gì, anh thường tới nơi đây thắp nhang để tâm sự cùng cô ấy. Có như vậy anh sẽ thấy thanh thản hơn. Có chuyện gì hả anh? Đây là toàn bộ tài sản tôi có thể để lại cho con gái của tôi. Chỉ có chú là người mà anh tin tưởng nhất. Chú giúp anh giữ lấy, sau này giao lại cho con gái của anh. Anh đã ký giấy ủy quyền cho chú. Có chuyện gì đã xảy ra với anh sao? Không có chuyện gì hết. Chỉ là gần đây anh cảm thấy bất an nên lo xa như vậy thôi. Nếu như anh có xảy ra chuyện gì thì chú hãy dùng số tài sản này để lo cho con gái của anh. Anh mang ơn chú nhiều lắm. Anh đừng nói vậy, con gái của anh cũng là cháu của em. Em hứa với anh. Như vậy thì anh yên tâm lắm rồi. Hôm đó cũng là lần cuối cùng chú gặp ba của con. Ba con có nói gì thêm không chú? Bây giờ không phải là lúc để đau buồn nữa, mà là lúc con phải trở về. Kẹo trên không chịu. Nè mày, tiền nè. Tiền đâu? Đây, tiền đây. Đi đâu đó anh kia? Đi đá anh Kiệt. Hồi nãy giờ
Em coi tập trung quá, quên đi đái luôn. Đưa tiền đây, rồi muốn đi đâu đó là đi. Để trận sau đi, xong rồi em chung luôn, có gì đâu. Bây giờ đếm lắc nhắc mỏi tay lắm. Mày sợ mỏi tay, đưa tiền tao đếm cho. Có nhiều đâu mà anh làm quá. Chết cha, cái bóp em rớt đâu mất tiêu rồi. Nè nè, mấy anh em, có ai thấy tôi rớt cái bóp ở đâu không vậy? Mấy anh em, có ai lượm được cái bóp của tôi không? Không, đâu ai thấy đâu, tôi đâu biết đâu. Không cần tìm nữa. Anh đẹp lượm được cái bóp em hả? Mày giỡn mặt với tao hả? Ngay cả tao, mày dám chơi trò ăn vịt hả? Anh đẹp, có bao nhiêu đâu mà anh làm quá vậy? Tụi bay, đập nó. Nè, anh đẹp thì ta còn bỏ qua nha, chứ tụi bay không có cửa đâu. Đánh nó. Có mấy triệu thôi, cậu phải chơi lớn vô không anh Điệp? Mày khá lắm. Mấy thằng đệ của anh sao chơi lại em? Mày nhanh kìa. Chơi lớn thiệt hả anh Điệp? Xử nó. Đứng lại. Lại mày. Lại mày. Đứng lại. Lại chưa? Đứng lại. Đứng lại mày. Mày đứng lại chưa? Đứng lại. Bỏ lên. Khốn kiếp. Mày lên. Lại. Đứng lại mày. Mày. Đứng lại. Đứng lại. Bỏ lên. Đứng lại. Lại mày. Không, anh ơi, không, anh ơi, cho tôi có vàng với. Cô, cho tôi có vàng đi. Cô ơi, làm ơn. Không lên. Cho tôi có vàng đi, làm ơn đi cô. Cô. Cô ơi. Anh lái xe đi. Dạ. Lại, lại bà hai. Cô có thể dừng xe được không? Tôi ở trên đây chịu hết nổi rồi. Cô cho tôi vô trong đó ngồi chung với cô được không? Làm ơn đi mà. Cô gì ơi, chứ tôi ở trên đây là vi phạm luật giao thông đó. Làm ơn đi mà. Cô ơi, dừng xe lại đi anh. Cô gì đây? Cô ơi. Ê. Cô gì ơi, mở cửa cho tôi vô đi mà. Bây giờ chạy đi anh. Ai cho anh tùy tiện vô đây ngồi hả? Chứ không phải cô kêu anh ta dừng xe cho tôi vô đây ngồi chung với cô sao? Anh làm phiền tôi đủ rồi đó. Bây giờ đám người kia cũng đâu đuổi theo anh được nữa đâu. Anh bước xuống xe đi. Cô nỡ lòng nào bỏ tôi giữa đường vậy sao?
Thôi được rồi, cô không cho tôi đi nhờ á thì thôi. Dù sao cũng cảm ơn cô rất nhiều. Chào. Chạy đi. Dạ. Nè, nè, nè. Chào cô chủ, và mời cô chủ vào nhà. Ngôi nhà này đã được trang trí lại, đồ đạc trong nhà đã được thay đổi theo yêu cầu của cô. Cảm ơn ông, ông làm tốt lắm. Dạ thôi, không dám làm phiền cô chủ nữa. Dạ xin cô cứ việc xem qua. Giờ thì tôi có việc ở sau nhà, có gì xin cô cứ gọi. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ không có gì. Áp tai vô vỏ ốc, con vẫn nghe thấy tiếng sóng biển. Dạ, con nghe rồi bác. Hay quá à. Ba nghe thử đi ba, hay lắm á. Chị Ngọc ơi, chị Ngọc. Chị Ngọc ơi, chị Ngọc ơi, chị Ngọc. Chị Ngọc ơi. Chị Lan Chi, em có khỏe không? Lâu rồi không gặp. Em vẫn khỏe. Em trông chị quá trời luôn á. Từ ngày chị xuống coi nhà tới giờ em mới được gặp lại chị á. Mấy lần đi ngang qua đây á, thấy ngôi nhà bị bỏ hoang đâu có dám nhìn. Mà bây giờ nó đẹp quá trời chị ha. Ừ, chị mới phải cảm ơn em đó. Sống ở đây rất là thoải mái, chị thích lắm. Nhà này trước đây á là của chú Hai Hiệp. Chú mang tội giết người rồi bỏ trốn, trốn mất xác luôn. À, tối nay chị qua nhà em sớm nha. Ba em mời chị ăn cơm đó. Sẵn nhờ chị làm cô giáo dạy đàn, dạy hát cho em luôn. Ừ, chị nhớ rồi. À, mà quên nữa. Bữa nào chị rảnh em dẫn chị qua nhà dì Xuyến chơi nha. Dì Xuyến thích văn nghệ lắm. Mà còn nghe nói chị là ca sĩ, cho nên muốn gặp chị. Cũng được. Dạ vậy thôi em về trước nha.
Em. Anh. Anh à. Nhà Hai Hiệp á, có một cô ca sĩ trẻ đẹp lắm tới ở đó. Ngôi nhà mục nát đó mà cũng có người chịu bỏ tiền ra thuê để mà sửa sang lại ở. Ở đây đất trống thiếu gì, sao không mua một miếng để mà xây lên ở? Thuê nhà cũ nát để làm gì không biết. Em không biết cô ta đến xứ này là có mục đích gì. Kệ người ta đi, anh không có quan tâm. Anh suốt ngày chỉ có quan tâm tới nhậu nhẹt thôi đúng không? Ừ, thì lâu lâu anh nhậu một lần, đâu có bê tha đâu. Với lại bên xã họ giao cái nhà của Hai Hiệp để cho Bảy Cường quản lý lâu nay. Nay có người thuê, có được ít tiền để cho anh em liên quan. Anh đó, đi nhậu thì đi taxi nha, không có tự lái xe, lỡ có chuyện gì thì lại mang quả đó. Anh biết rồi, anh là cán bộ nhà nước mà, anh phải làm gương chứ. Nè Hùng. Dạ. Con đi đâu vậy? Con không nhớ là hình phạt của ba dành cho con một tháng phải ở trong nhà sao? Ừ, thôi anh, hình phạt gì, bỏ đi, tha lỗi cho con đi. Em nói vậy sao được? Nó qua Campuchia đánh bài rồi thiếu nợ bọn xã hội đen, anh phải bỏ ra số tiền lớn để chuộc nó về. Anh đâu phải là tiếc tiền với nó đâu, nhưng anh sợ là lần sau nó không toàn mạng trở về đây để gặp gỡ vợ chồng mình, con trai của một chủ tịch xã, mà hư hỏng như vậy người ta coi anh ra gì. Hùng. Dạ. Con hứa với ba đi kìa. Con hứa với ba rồi, tại ba không tin con chứ bộ. Mẹ. Thôi con ra ngoài nha, chứ ở trong nhà riết con chịu hết nổi rồi nha. Nè, ý con nói là sống ở trong cái gia đình này ngột ngạt lắm phải không? Bộ ba không thấy vậy hả? Cái thằng này. Thôi con đi nha. Nè. Dạ. Nhớ đi chơi về sớm nha con. Con biết rồi. Em á, lúc nào cũng chiều con hết. Đúng là con hư tại mẹ mà. Ủa thì con trai của em phải cưng chiều chứ. Em làm như nó không phải là con của anh vậy. Em lo mà dạy dỗ con đi. Dù sao anh cũng là một cán bộ của nhà nước. Có một đứa con trai hư hỏng, ăn chơi trác táng như vậy, có sao được. Em biết rồi. Cái chuyện thằng Hùng cứ để em lo. Anh với nó, hai cha con như nước với lửa. Người ngoài mà nhìn vô á, chắc không ai nghĩ là hai cha con đâu. Xin lỗi quý khách, quán tôi không phục vụ hai anh nữa. Mong hai anh tính tiền. Thằng chó này. Khá lắm anh bạn trẻ. Xin lỗi anh, đã để anh chờ lâu. Không sao đâu. Thôi, tôi về trước nha. À, mong là anh sẽ thường xuyên đến đây ủng hộ. Tôi gửi nha. Cảm ơn anh.
Nè, anh uống nước đi. Chị, chút xíu nữa mình đi siêu thị nha. Ê, nó nghe nè, ở trong đó có chương trình giảm giá đó. Dạ, với lại mình đi xong rồi, mình đi ăn uống rồi mình đi coi phim nha chị. Ừ. Bữa nay có phim hay lắm á. Với lại bữa nay rảnh nguyên ngày luôn nè. Dạ, đây chị em mình đi nguyên ngày. Cướp kìa, cướp. Đương sự đã phạm tội cướp giật tài sản của công dân, có nhân chứng và vật chứng hẳn hoi. Theo điều luật 171 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, thì đương sự bị phạt tù từ 1 đến 5 năm hoặc là sẽ bị cải tạo không giam giữ cao hơn nữa. Nghe rõ chưa hả? Hả, khổ quá mà. Em lỡ dạy có một lần, anh chị tha cho em đi mà. Ai khổ cũng làm liều như cậu thì xã hội này sẽ loạn lên hết thì sao? Đứng lên. Tôi giao cho các anh đưa về phường đi. Dạ, cảm ơn thiếu tá Trần Quang. Có gì đâu mà cảm ơn chứ. Dạ. Truy bắt tội phạm, làm sạch cho xã hội là nhiệm vụ của tất cả người dân, không riêng gì công an đâu. Hai anh đưa hắn về phường đi. Dạ, dạ. Cảm ơn thiếu tá. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh, cảm ơn chị. Chúc mừng hai em đã không bị mất của. Dạ. Đồ của hai cô nè. Cảm ơn anh, cảm ơn chị. Dạ, chào anh chị. May quá không bị mất đồ. Dạ, đi thôi chị. Công nhận là chồng của em oai phong thiệt đó. Em cũng đồ có kém gì đâu. Thằng cướp lúc nãy nghe em nói một tràng lụt ra là mặt xanh lè luôn. Nhưng mà anh biết không, thật ra em rất là lo lắng. Tại vì trong xã hội này còn quá nhiều người không rành gì luật pháp, cứ làm càn làm ẩu, không nghĩ hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Đến khi mà bị pháp luật trừng trị rồi thì lúc đó hối hận cũng không kịp. Thôi, mình về đi. Ủa, anh không tập thể dục nữa hả? Hồi nãy đuổi bắt tên cướp đó là đủ một buổi chạy hôm nay rồi. Chắc nó cũng trưởng thành rồi. Thank you.
có vẻ như người đẹp hứng thú với con sói hung ác này. Bản thân mỗi người chúng ta đều tồn tại song song hai con sói đối nghịch, một con thiện và một con ác. Anh không biết sao? Anh cũng từng nghe người ta kể một câu chuyện về hai con sói, một con sói thiện và một con sói ác. Nhưng mà thật khó để một trong hai con này chiếm lĩnh tâm hồn của chúng ta, bởi vì con sói nào cũng muốn chiến thắng. Nói vậy con sói nào đang chiếm lĩnh tâm hồn của anh hả? Đó là con sói mà anh nuôi dưỡng theo như mong muốn của anh. À, anh biết em không phải là người ở đây, mà là em mới tới. Xem ra anh có vẻ hiểu những cô gái ở đây quá. Nhìn sơ qua là biết tôi là người mới tới. Chúng ta làm quen nha. Xin lỗi, tôi không thích làm quen với người lạ. Trước lạ sao quen mà. Dù gì nãy giờ anh và em đã nói chuyện với nhau. Anh biết ở gần đây có nhiều cảnh đẹp, anh tình nguyện làm hướng dẫn viên cho em. Anh đúng là thú vị. Nhưng mà xin lỗi, tôi không cần. Là chú đây. Tốt lắm, không uổng công chú dạy con bấy lâu nay. Chú cứ xuất hiện như bóng ma vậy. Đôi lúc á, con cứ tưởng chú mới là kẻ thù nguy hiểm nhất trong số những kẻ thù của con. Dẹp bỏ cái suy nghĩ trẻ con đó đi. Nếu con là kẻ thù của chú thì con đã bị chú giết từ lâu rồi. Con yên tâm, chuyện này không xảy ra đâu. Chú đã nhắn tin số điện thoại của chú vào máy của con, chúng ta liên lạc sau. Chào mừng An Nhiên đã trở về. Chú không hại con đâu, bình tĩnh đi. Chú là ai? Chú đừng có đụng vô tôi nha. Chú mà đụng vô tôi cắn lưỡi tôi chết liền đó. Nếu chú mà hại con thì con không có cơ hội nói chuyện với chú đâu. Tôi đang ở đâu đây? Con đang ở một nơi rất xa, không ai biết con hết. Con yên tâm, chú không hại con đâu. Hình như con nhớ rồi. Chú đã cứu con đúng không? Ừ. Con cảm ơn chú nha. Ừ. Chuyện gì đã qua, con cứ để cho nó qua đi. Quan trọng con phải sống cho hiện tại. Nhưng mà chú là ai vậy? Chú là bạn của ba con. À, ba con có gửi cho con cái này. Đây. Chú là bạn của ba con hả? Ừ. Chú á, mà là bạn của ba con á, thì chú cũng là người xấu như ba con thôi. Con không được nghĩ xấu về ba con như vậy. Chú có biết không, suốt bao nhiêu năm qua
Ai cũng nói con á là con của kẻ giết người hết trơn á. Nhục nhã lắm chứ bộ. Ba con không có giết người, ba con vô tội. Bọn chúng đã gán ghép ba con vào tội giết người, chúng dùng ba con vào bước đường cùng. Nhưng mà ai đã dùng ba tôi vô bước đường cùng? Đây, con hãy đọc quyển nhật ký được để trong cái hộp này. Con sẽ biết kẻ thù của con là ai. Kẻ thù của ba con chính là kẻ thù của chú. Họ cũng chính là kẻ thù của chú luôn hả? Ừ. Con hãy nhìn cái thẹo trên mặt chú đây. Ừ. Cũng may chú mạng lớn, nếu không thì chú cũng chết thảm như ba con rồi đó. Ba của con á chết thảm lắm. Bây giờ người ta vẫn chưa tìm thấy xác của ba con nữa. Con á chỉ muốn là hả kiếm ra tung tích những cái kẻ mà đã hại ba con. Con muốn trả thù những kẻ mà đã hãm hại ba con. Nhưng con biết bắt đầu từ đâu đây? Chú đã tìm kiếm con khắp nơi rồi. Cuối cùng ông trời không phụ lòng chú, cho chú gặp lại con. Hôm qua lúc đó con nghĩ là mình đã chết nhưng lại sống. Nếu không có chú chắc con cũng chết lâu rồi. Bắt đầu từ bây giờ, chú sẽ huấn luyện con trở thành một con người mới. Với thân phận này, con sẽ dễ dàng bước vào con đường báo thù. Dạ. Nè, đem về uống đi. Cái gì vậy? Bao nhiêu em gửi? Thôi, cất tiền vô. Tao không có lấy. Tao với mày mà tiền bạc cái gì? Từ đây về sau, mày mỗi lần cứ thèm rượu, cứ qua nhà tao, tao cho mày uống miễn phí. Anh á, là anh sai rồi á. Thằng em á, là đang học theo ông anh. Anh nói với em á, cái chuyện nào á, rõ ràng là chuyện đó. Cái này là em qua mua rượu, chứ không phải em xin anh, nha. Em đâu thể nào mà uống rượu miễn phí của anh cả đời được, đúng không? Anh muốn cái gì á, anh nói thẳng luôn đi. Trên đời này không ai cho không ai gì hết trơn á. Chỗ anh em tao nói thẳng luôn, cái chuyện hôm bữa tao nhờ mày đó, tới đâu rồi? Anh nói chuyện gì? À, anh nhờ em là đem cái rượu của anh vô trong nhà hàng chú Chính bán, đúng không? Ừ. Chú Chính đồng ý rồi. Rượu anh là ngon nhất ở đây mà. Nếu mà được như vậy thì tao cảm ơn. Nè, tối nay rảnh qua nhà tao đi, tao đãi cho một bữa. Nhà ai? Thì nhà mày. Em giỡn thôi, tối gặp. Con gái của tôi á, nó mê làm ca sĩ lắm. Nếu mà cô á dạy cho nó trở thành ca sĩ thì tốn tiền bao nhiêu tôi cũng chịu. Tôi hứa với anh sẽ làm hết sức trong khả năng của mình. Được như vậy thì tốt quá. Mời cô uống nước. Cảm ơn anh. À, Năm. Dạ. Ngồi xuống đây. Đây là Năm Chột, quản gia nhà tôi. À, tôi có điện thoại một chút. Hai người cứ nói chuyện làm quen đi ha. Alo. Chào cô ca sĩ. Tôi đã nghe cô hát rồi, rất hay. Cảm ơn anh. Mà tôi thấy cô cũng hơi lạ đó. Thường ca sĩ như cô sẽ chọn những nơi thành phố đô hội. Ai lại chọn những nơi hẻo lánh nghèo nàn như vậy? Đối với anh thì đây là vùng đất hẻo lánh, nhưng mà đối với tôi thì rất thú vị. Tôi thích không khí bình yên như vậy. Thú vị ở chỗ nào? Nói tôi nghe.
Tôi có nói thì anh cũng không hiểu đâu. Đơn giản tôi với anh không cùng quan điểm. Ồ, phải ha. Mời vào. Chào anh. Cậu ngồi đi. À, em gửi cho anh toàn bộ hồ sơ. À, có chuyện gì vậy? Trinh sát X1 đang nằm vùng báo tin về. Tội phạm đang hoạt động trở lại. Hèn chi, anh kêu em lấy hồ sơ X40 thì ra là chuyện này. Cái khó là X1 đã nằm vùng được 2 năm mà chưa xâm nhập được vào đường dây của bọn chúng. Tôi đã cho X2 xuống hỗ trợ cho X1. Kế hoạch tôi đặt ra suốt thời gian qua đã có tín hiệu. Lần này chúng ta không để cho sói trắng lọt lưới như 2 năm trước nữa. Trong suốt thời gian qua, em thấy anh trăn trở nhiều về vụ án này. Sau khi báo đen bị đàn em sát hại dã man, bây giờ thì đến sói trắng. Nhưng chúng ta không biết sói trắng là ai. Vài tên đàn em của hắn đã bị xa lưới, và chúng ta không thu được tin tức gì về hắn cả. Còn hai hiệp sau khi giết đồng chí Trường đã bỏ trốn và chết mất xác. Nguyên nhân hai hiệp giết Trường là bịt đầu mối. Lúc đó hai hiệp phát hiện kho báu trong ngôi mộ cổ, vô tình Trường biết. Hai hiệp sợ Trường không giữ kín bí mật nên giết Trường. Cho tới bây giờ, cái chết của hai hiệp vẫn còn nhiều ẩn khuất. Trước khi mà Trường bị sát hại, cậu ấy có gọi điện thoại cho tôi, nói là có chuyện quan trọng. Tôi hẹn gặp cậu ấy, nhưng cuộc hẹn đã không thành. À, chuyện quan trọng của Trường là chuyện gì anh? Không, nhưng có một người biết chuyện này. À, ai vậy? Người yêu của đại quý Trường. Cô ta vẫn giữ bí mật đó cho tới ngày hôm nay. Không phải ai sinh ra đều yên ấm, mái nhà tranh ước mơ còn trẻ. Tôi sinh ra bởi quá nhiều mất mát, thiếu mẹ cha những bữa cơm gia đình. Cho đời đổi thay biết bao thử thách, nhưng niềm tin luôn còn đây. Nhìn thẳng vào sự thật đầy dối trá, với ánh mắt kiên cường kẻ tự do sai đường. Thôi bỏ lại sau lưng màn đêm trắng xóa,